Trong không khí cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC. Vừa qua, Hội cựu chiến binh EVN-NPC khu vực Hà Nội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh EVN-NPC và Ban truyền thông tổ chức chương trình Về nguồn 2019. Trong chuyến đi này, đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm tại di tích nhà máy điện Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, di tích nhà máy điện Vinh, tỉnh Nghệ An. Chuyến về nguồn là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt để tri ân sự hy sinh cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ ngành điện và là chuyến đi thực tế giúp các hội viên cựu chiến binh và thế hệ EVN-NPC có những trải nghiệm để hiểu sâu sắc thêm về lịch sử dân tộc, truyền thống anh hùng của ngành điện. Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, công tác chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của Tổng công ty, mỗi hội cựu chiến binh quyết tâm nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, phát huy phẩm chất của những người bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với 8 chữ vàng, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới và niềm tin yêu của đồng chí, đồng nghiệp. Đoàn viên thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc được giáo dục truyền thống rất đỗi tự hào của ngành điện cách mạng Việt Nam. Sự hy sinh và cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh là những tấm gương để các đoàn viên thanh niên noi theo. Tuổi trẻ Tổng công ty không ngừng trau dồi đạo đức, rèn đạo đức, luyện tài để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của ngành điện hôm nay và mai sau.